Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Gia đình doanh nhân gốc Việt David Dương bị FBI điều tra Ngày 22 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, FBI khám nhà con của doanh nhân David Dương và thị trưởng Sentau tại sao? Theo đó, truyền thông Mỹ ngày 20 tháng 6, đồng loạt đưa tin, Cục Điều tra Liên bang FBI đã khám xét nhà của thị trưởng Sentau và doanh nhân gốc Việt David Dương ở thành phố Oakland, bang California. BBC dẫn truyền thông Mỹ cho hay, FBI đã khám ngôi nhà hai tầng của bà Thao nằm trên một con phố đẹp như tranh vẽ gần đội Auckland. Các điều tra viên FBI mang ít nhất 4 hộp giấy và hai thùng nhựa ra khỏi nhà thị trưởng gốc Việt. Sau đó, FBI đến một ngôi nhà cách đó gần 5 km tại View Crash Course ở Auckland Hill. Hồ sơ tài sản cho thấy đây là căn nhà của Andy Dương, con trai ông David Dương, chủ công ty California West Solution, có hợp đồng tái chế rác thải trị giá hàng triệu đô la với thành phố. Vẫn theo truyền thông Mỹ cho hay, công ty California West Solution đang bị điều tra về các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của bà Thao và các quan chức khác của thành phố Oakland. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết bà Santow, 38 tuổi, là người phụ nữ hơ mông, ban đầu giành được một ghế trong hội đồng, một thành phố lớn của Mỹ năm 2018. Vào năm 2022, bà được bầu làm thị trưởng Oakland lãnh đạo một thành phố, khi đó đang gặp khó khăn vì vẫn đang phục hồi sau đại dịch và đối mặt với tình trạng gia tăng tội phạm. BBC cũng cho biết, những tháng gần đây, bà Thao hứng chỉ trích vì một số cư dân vẫn còn thất vọng với mức độ tội phạm ở Auckland. Bà sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm vào tháng 11 tới. Đây cũng là lần đầu tiên một thị trưởng bị kêu gọi bãi nhiệm trong lịch sử Auckland. Giữa năm 2023, Bà Sang Thao đã dẫn đầu một phái đoàn thương mại đến Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị thị trưởng. Trong chuyến đi, bà cùng các đoàn đã gặp gỡ đại diện cảng quốc tế Long An và lãnh đạo các thành phố Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Họ cũng đã gặp thủ tướng Phạm Minh Chính và các công ty Việt Nam, bao gồm nhà sản xuất xe điện VinFast, hãng hàng không Vietjet. BBC tiếp tục dẫn truyền thông Mỹ. Theo đó, ông David Dương và con trai Andy Dương là thành viên nổi bật của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở vùng Vịnh. Doanh nhân này được mệnh danh là vua rác ở Mỹ khi là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty California West Solution và công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam, đồng thời là chủ tịch hiệp hội doanh nhân Việt Mỹ. Và đây là hình FBI khám nhà bà Chantal ở Oakland. Theo BBC, ông David Dương thành lập công ty California West Solution vào năm 1992 là nhà thu gom tái chế chính thức của thành phố Auckland. Công ty của ông cũng cung cấp dịch vụ cho thành phố San Jose, bang California. Vào năm 2014, Hội đồng thành phố Auckland đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi bỏ phiếu trao cho California West Solution, một hợp đồng lớn vận hành các dịch vụ thu gom rác và tái chế của thành phố. Vẫn theo BBC, các tài khoản trên mạng xã hội cho thấy, ông David Dương cùng con trai Andy Dương chụp ảnh chung với nhiều chính trị gia quyền lực nhất bang và quốc gia. Trên Facebook, ông David Dương có ảnh chụp chung với thống đốc bang California Gavin Newsom, thượng nghị sĩ bang Virginia Tom kenny cựu ngoại trưởng John Kerry. Con trai ông là Andy Dương có ảnh chụp chung với tổng thống Joe Biden, phó tổng thống Kalama Harris, bộ trưởng tư pháp California Rob Bonta. Ông Andy Dương cũng đăng ảnh chụp cùng bà thao trên trang Instagram có hơn 100.000 người theo dõi. Truyền thông Mỹ cũng cho biết rằng công ty California West Solution trước đây từng bị điều tra về những khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của các quan chức thành phố Auckland, bao gồm cả bà Thao. BBC cho biết thêm, ông David Dương cũng đã trở về Việt Nam để làm ăn từ nhiều năm qua, cũng trong ngành xử lý chất thải. Hiện tại, khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước đang hoạt động, tiếp nhận xử lý hơn 5.000 tấn rác một ngày cho thành phố này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin gia đình doanh nhân gốc Việt David Dương bị FBI điều tra. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Putin và tuyên bố dối trả Ngày 22 tháng 6, blog Trần Đông A trên VW Tiếng Việt bình luận sự thật và dối trá qua chuyến thăm Hà Nội của Putin. Theo tác giả, trong tuyên bố chung giữa Putin và các lãnh đạo Ba Đình, có hai điểm giới quan sát cho là quan trọng trong tình hình địa chính trị thế giới và khu vực hiện nay. Điểm thứ nhất, hai bên thỏa thuận tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời nhất trí không gia nhập liên minh hay hiệp ước với bên thứ ba để gây tổn hại cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Điểm thứ hai, Tổng thống Nga nhận định rằng Liên bang Nga và Việt Nam có quan điểm giống nhau về tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và khu vực này đang là điểm nóng thứ hai trong quan hệ quốc tế sau điểm nóng thứ nhất ở châu Âu. Và đây là hình bài trên blog Trần Đông A. Tác giả nhận xét nếu công nhận châu Á-Thái Bình Dương là điểm nóng thứ hai, có nghĩa Putin gián tiếp thừa nhận tình hình căng thẳng lâu nay trên Biển Đông là một trong những nguồn gốc gây ra điểm nóng ấy, và đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam hiện thời. Điểm nóng này chính là do Trung Quốc gây ra với hàng loạt hoạt động vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, được xác định theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, viết tắt UNCLOS năm 1982. Tác giả tiếc rằng, tuyên bố chung đã không lấy một lời nào đề cập đến biến cố ngang ngược này từ phía nhà cầm quyền Trung Quốc. Vẫn theo tác giả, dư luận chưa quên phát ngôn trước đây của Putin, ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh, phản bác phán quyết của tòa án trọng tài thường trực PCA ở The Cho nên, tác giả đánh giá tuyên bố chung với Việt Nam nói rằng Nga khẳng định tính phổ quát và toàn vẹn công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển hoàn toàn là những lời nói dối hào nhoáng. Và đây là hình tội phạm đón tiếp tội phạm bằng nghi lễ cấp nhà nước. Ngoài ra, căn cứ những cơ sở pháp lý tại tuyên bố chung dựa trên các nguyên tắc cơ bản của hiến chương Liên Hiệp Quốc, rõ ràng Putin đang đối mặt với lệnh bắt giữ ông do Tòa hình sự quốc tế ICC ban hành do các tội ác chiến tranh ở Ukraine. Vậy tác giả đặt vấn đề, điều mà tuyên bố chung gọi là không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình tranh chấp, có phải là những lời nói dối đáng hổ thẹn hay không? Giờ này tác giả cho rằng, đảng không muốn nhắc lại cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc, tiến công đồng loạt vào các tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979. Đảng cũng không muốn nhắc lại quan hệ của Triều Tiên với Bonbot trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam. Còn Putin thì muốn Việt Nam quên đi những bài học lịch sử đau thương này để thiết kế một trục địa chính trị mới. Tất cả chúng ta là một, qua Trung Hoa như liền khúc ruột, với nước Nga tai chung một mái nhà. Hệ lụy này tác giả nhận định, nếu xảy ra trên thực tế, sẽ là một cơn ác mộng đối với toàn thể dân tộc Việt Nam, một sự đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Và đây là hình tạo Trung Quốc thường xuyên vi phạm chủ quyền Việt Nam tác giả đề cập đến hiệp ước mới giữa Nga và Triều Tiên cho phép hỗ trợ quân sự lập tức đã bị nhiều nước phản ứng. Điều này cho thấy các cường quốc độc tài đang liên kết với nhau. Tác giả cho biết, ngay khi chuyên cơ của Putin vừa rời phi trường nội bài, đã có tin nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á, trợ lý ngoại trưởng, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Daniel, thăm Hà Nội hai ngày cuối tuần. Ông đến để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong việc thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ và Việt Nam và hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tác giả bình luận, đằng sau sự mượt mà của ngôn ngữ ngoại giao này, các doanh nghiệp và nhà sản xuất hàng xuất khẩu sang Mỹ nóng lòng muốn biết, tháng 7 tới, liệu Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ bốc nhãn kinh tế phi thị trường cho các sản phẩm của Việt Nam hay không? Thương mại với Hoa Kỳ có thể đạt tới 145 tỷ đô la, với EU có thể tới 75 tỷ đô la trong năm nay. Còn với Nga, phấn đấu lên 2,5 tỷ đô la. Tác giả nêu vấn đề, sao hồi cờ đèn kèn trống đón rước một tội phạm quốc tế, liệu bắt cơm sắp đưa lên miệng người dân rồi đây có bị hất khỏi tay hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Putin và tuyên bố dối trá. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới